sân khấu sắp hàng rồi nè. Rồi mình sắp hàng nha. Trời ơi, ở đâu mà tâm chủ mình nè. Con đi đếp có đậu đâu. Rồi, đi nha. Trời ơi. Tại vì bữa nay thiếu nguyên nguyên một quận nó tới hay sao? Rồi mấy con ơi, chạy từ từ để té nha các phụ huynh. 1m mấy? 1m3 trở xuống nha. 1m3 trở xuống đâu, coi 1m3 không? Lên luôn, lên luôn. Rồi, 1m3 trở xuống. Dạ. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Lên đi, lên đi con. Lên con, lên con, lên luôn. Nhưng mà con cao hơn 1m3 nhưng cái mặt con là học sinh là được nha. Cô sợ là phụ huynh trà trộn nên có quy định gì đó. Dì Bảy đừng né, 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 né dì Bảy. Dì Bảy đừng có giả bộ chui lên. Trời ơi. Rồi đi, sắp thành 2 hàng nè. Sắp thành 2 hàng nè, sắp thành 2 hàng nè. Rồi, chúng tôi sẽ thành 2 hàng nha. Chết không, cô Bê La vô đi, cái mặt cô Bê La nó rất là sợ. Bé Ba ơi, bé Ba. Rồi, con đứng đây, con đứng đây. Rồi, con đứng cho đây. Rồi tụi con đứng chờ ơi. Chết cha rồi chị ơi. Còn khoảng 103 đứa nữa. Đứng đủ không? Được. Ừ. Ê trời ơi. Có gặp bị giọng. Trời ơi nào mấy em luôn. Trời ơi thấy ghét không? Trời ơi. Còn đứa nữa hả? Hấp đứa này nó chưa chơi được đâu. Giờ nó chơi hai cái bánh bao không à. Rồi cái bây giờ dạ còn ai không à? Dạ còn thiếu nhi nào không? Con. Bây giờ mình đủ rồi, mấy con nè đứng ở đó chặt chặn ngay trước nè, ngay trước hàng nè, nhấn lên, sắp vào hàng ngang nè. Rồi, mình sẽ nhận quà theo hàng nha. Rất đẹp, con làm MC hả? Rồi, con đang gật đầu luôn. Đó, dễ thương. Rồi, các em thân mến và để được nhận quà thì các em phải thật sự ngoan là thứ nhất nè. Ở đây ai ngoan chưa tay lên? Trời ơi, ngoan đều hết vậy đó hả? Vậy là những người con có hiếu này xứng đáng để nhận được quà rồi. Ở đây ai ngoan giơ tay lên? Sao này không giơ tay? Rồi, ok. Bây giờ mình để nhận quà thì các con phải nói rõ tên của mình nha. Phải nói rõ tên của mình. Bữa nay mình đi với ai nha. Rồi, chút xíu nhớ suối ba mẹ. Khóc, chảy đành đành. Nhờ mua vé giùm cô là được nha. Mỗi vòng kêu ba má mua chùm 20 vé là được. Không cần mua nhiều. Thôi, được chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi, nhờ có bé ba ơi, nhà mình ra đây mình tặng quà nha. Rồi, các con tặng quà xong khi đi xuống đường này nè, thì hiểu không? Đi xuống từ từ nha, theo hàng nha. Rồi, hàng đầu tiên, em áo đen là trước nè. Rồi, xin mời lên nè. Rồi, qua, 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 từ từ nè. Nhưng chưa, đây nè, lại đây nè. Ví dụ nè, nó đi lại đây, ví dụ, lại đây nè. Con tên gì, bao nhiêu tuổi? Con 8 tuổi. Khánh Toàn 8 tuổi, xuất sắc, học lớp mấy rồi? Con học lớp 2. Lớp 2, nhận quà liền của lớp 2. Rồi, chúc con 1 tháng 6 vui vẻ. Rồi về con nuôi cung hâu. Đi đường này nè, đi đường này để cho các bạn hiểu nè. Rồi ok, rồi tiếp theo. Con tên gì, mấy tuổi? 10 tuổi. Con tên 10 tuổi, tặng quà liền. Tràn qua đây bà nội lên, tôi giới hoài má. Rồi tiếp theo, chào ơn. Đua hàng luôn hả? Từ từ để cho nó sắp hàng. Tên gì, mấy tuổi con? 6 tuổi. Tên gì, dạ con 6 tuổi. Chị cho cái mặt cô giống ông kẹ lắm, sao mà không suy nghĩ đâu vậy? Thôi tặng quà đi, tặng quà đi. Mắc cỡ, mới 6 tuổi à. Dễ thương. Rồi, rồi. Rồi, tiếp con, xuống đi. Nó có đi xuống đây, xuống dưới đi già. Rồi, tên gì mấy tuổi? 6 tuổi. Trương Hoàng Bảo Huy. Rồi, chín tuổi nhận quà, 9 tuổi luôn. Rồi, con tên gì mấy tuổi? Đạt 6 tuổi. Trời ơi, đoàn cô mấy người tên Đạt luôn. Đứa nào cũng đẹp trai. Anh Lê Nhật Tiến. Trời ơi, dạ con lên nhận tiếng chứ không, dùng cái video luôn quá tự tin, 10 điểm. Rồi, tên gì, mấy tuổi? Con tên 6 tuổi, Bảo Huy. Bảo Huy đúng không? Rồi, tặng con nha, quà 1 tháng 6, tên kia. Rồi, con tên gì, mấy tuổi? Con tên là Nguyễn Minh Châu, con 8 tuổi. Rồi, Minh Châu 8 tuổi, các con nói chuyện với người lớn phải dạ trước rồi mình thưa sao nha. Rồi, tên gì? Trời ơi, Quốc Huy ngoan quá, tặng quà liền con nha. Và con tên gì? Hai người con. 5 tuổi rồi, giỏi quá luôn, mới chặt là nhớ liền. Con tên gì nè? Có phụ huynh trà trộn lên, có phụ huynh trà trộn. Có phụ huynh trà trộn lên. 10 tuổi dạ. Con này nhận quà không ăn lương được không con? Dạ không. Thôi tao dễ lắm được, tao cũng giải quyết được hết á. Rồi con tên gì mấy tuổi? Trời ơi, đẹp gái quá, Linh Nhiên nhận quà giùm con nha. Rồi con tên gì mấy tuổi nha? Con tên Nhật Huy, con 8 tuổi. Nhật Huy 8 tuổi, 10 điểm con ơi, suối nè.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi? Con tên gì, chữ dạ đâu? Mẹ dạy con sao? Con tên gì? Dạ, con tên gì? 10 điểm. Yeah, đẹp quá con ơi. Giỏi quá, quá trời đẹp trai luôn. Không có ba mày nữa đây, tao quánh mày nữa. Không có, hồi nãy nó hỏi là gì à? Hỏi con cá gì? Con cá gì nó nói là nó không biết nữa, nhưng mà nó chơi game hoài. Rồi con tên gì, mấy tuổi nha con? Trời, mặt ngầu quá. Con 5 tuổi. Minh Phi. Minh Phi hả? Trời, tặng liền. Rồi, nhớ nha, các con phải dạ trước rồi mới trả lời nha. Rồi con tên gì nè? Ủa, 6 tuổi mà mang quá vậy nè. Tặng quà hồi đi xuống không con? Rồi, tên gì, mấy tuổi? Rồi, rồi, nhận quà nha. Trời ơi. Rồi, cặp đối lưng tên gì nè, giới thiệu luôn cho em. Có phải em buồn con không? Em quên tên luôn rồi. Đi 1 tuổi, 2 phần quà luôn rồi. Giỏi quá. Đó, dễ thương. Chị phải... Rồi, dạ chị tên gì? Con nói chứ con tên gì? Con tên gì? Con tên Hoàng Kiên. 10 tuổi. Trời ơi, dễ thương. Ôi, học lớp 4 rồi nha. Tiếp bên đây. Con tên gì mấy tuổi nè? Tuổi con 5 tuổi. Rồi, nhận quà đi con. Rồi, con tính gì mấy tuổi dạ trước nữa sao nữa nè? Dạ, con 5 tuổi. Minh Quân 5 tuổi thôi, quẹo nhận quà luôn. Rồi, tên gì thôi, khỏi 2 tuổi, con tên gì? Nói, được nghe được. Dạ con, con nè nè, con nói lại đi. Con tên gì, bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Con 5 tuổi hả? À? Con tên gì? Con không nhớ tên con nói tên ba con cũng được. Kim Ngọc, rồi cho chúng nhau 1 phần quà nha. Nghe con, rồi chúng mình cho Kim Ngọc mấy tuổi con? Rồi, Kim Ngọc 10 tuổi đặt này. Cho Kim Ngọc 1 phần quà luôn. Cái size nó nhỏ nhưng mà cái quà chưa chắc nó nhỏ nha mấy con nha. Tại vì cái món quà nó bự nhỏ luôn. Nên cô nói bự nhỏ khác nhau. Nên ba mẹ cũng đừng có quan tâm lắm nha. Giá trị nó sẽ thêm bữa với nhau. Chở ra có khi thấy cái đồ mất mới lạnh nó trọng quá mà. Rồi con tên gì nè? Dạ con Hồng Phong 12 tuổi. Rồi mẹ có nhận quà luôn con. Có tên gì? Con tên gì 12 tuổi. Trời ơi. Sao mà sắc rồi còn có bao nhiêu nữa thôi. Rồi tên gì? Rồi quẹo quá nhận quà con ơi. Con tên gì? Sao mà chắc nó hồi. Gương mặt này quen lắm nè. Mùa 1 tháng 6 là cũng thấy hết trơn. Đây này quen hơn nè. Ủa tên gì? Ở em mấy tuổi? 2 tuổi. 4 tuổi. Trời ơi, 10 điểm. Hiện tại ở đây nắm chùm có trường hợp nào không? Ngầu quá vậy. Mấy tuổi con? Dạ, 7 tuổi. Dạ, Hoàng Bách. Hoàng Bách hay quá. Trời ơi, tên đẹp quá. Rồi, con tên gì mấy tuổi? Con quá ngoan luôn, tặng quà cho con luôn. Con tên gì mấy tuổi? Tuổi luôn, giỏi má, nhận quà đi. Và con tên gì? Con 6 tuổi. Mẹo quá, nhận quà luôn. Rồi, nó nhỏ quá đưa luôn đi anh. Dạ, rồi, con tên gì nè? Mới có 3 tuổi thôi mà biết tên mình không? Ủa, bây giờ còn 2 tuổi thôi hả? Con tặng quà luôn đi. Rồi, tên gì? Trời ơi. Trời, công chúa nè. Trời, mặc cái đầm vậy, đi biển luôn nè. Rồi, tên gì đó? 3 tuổi. Trời ơi, thật sắc luôn, biết 3 tuổi luôn. Thôi, đây nè, muốn là cô cháu cũng là có con ở quán quá. Tên gì con? Tụi nó cũng kìa, chị ơi, nó cũng kìa. Tao không nhận quà đi. Tao không nhận quà gì con ơi. Đứng hồi với tụi con kẹ. Trời ơi, hồi nhỏ là cô biết ba mặc đồ bông gì không nè. Con tên gì? Mười tuổi mà chưa có 2 ngón tay thôi hả? Trời ơi, con này nhận quà con ơi. Quẹo, đó, lẹ lẹ lẹ. Tên gì mấy tuổi đây? 3 tuổi. Tên gì? Bảo Trân. Bảo Trân, rồi, nhận quà đi con. Tiếp. Trời ơi, cái hàng sau là cực kỳ ngoan luôn đó. Con tên gì mấy tuổi? Đứa cha nó nhìn nó sợ luôn. Con nói đi. Nó sợ luôn.
con tên gì, bao nhiêu tuổi, con nói cho chú nghe. Rồi tự nhiên cái vô đi coi lô tô là con kẹ. Trời ơi, anh ta đi bỏ quần nữa. Con tên gì? Nhìn dạ, con tên gì? Là mấy tuổi? Con gì, con gì? Con 10 tuổi. À, nó nói là con tên gì? 10 tuổi. À, con tên gì? À, con nói tiếng Anh. Trời ơi, cô chỉ nói tiếng Mèn thôi. Giờ rồi, con tên gì mấy tuổi? 4 tuổi. Chở gì? Tên gì, tên gì? Rồi, chung sân hả? Rồi, mẹ nhận ba nó nói. Rồi, tiếp nè, con nàng rất ngoan, không che con bạn nào luôn. Tên gì mấy tuổi? 5 tuổi tên gì? Ê, mày nói như chủ hụi vậy ha. 5 tuổi. Rồi, nhận quà đi con ơi. Rồi, cho bạn tên gì mấy tuổi nha? Con 6 tuổi. À, con 6 tuổi, con tên không? Không, 6 tuổi, quẹo luôn con ơi. Tên gì mấy tuổi? Nó đang 10 tuổi, quẹo nhận quà thôi nha. Tên gì mấy tuổi con? 9 tuổi, quẹo nhận quà luôn. Rồi, tên gì mấy tuổi nha? Tại sao quẹo nhận quà con nha? Quá giỏi luôn, quẹo luôn. Giới thiệu với mình nè con. Con tên Thảo Nguyên, con 9 tuổi. Quá giỏi, sao lứa này học chung lớp thì con 9 tuổi đều cho nha. Rồi. 8 tuổi quẹo nhận quà luôn. Con tên gì mấy tuổi nè? 6 tuổi. Con tên gì? Hỏi là con tên gì, con trả lời dạ con tên. Dạ con 6 tuổi. Chắc là phải trả lời gì đó. Rồi trả lời lại là 2, 3. Con 6 tuổi. Con tên gì? Con quên tên luôn rồi. Trời ơi. Con tên gì mấy tuổi rồi cô bé? Con 6 tuổi. Trời ơi, hoàng xuất sắc. Trời ơi, bé Tư còn nhỏ nè. Tên gì? Tên gì? Tên gì? Con 6 tuổi. Con 3 tuổi, rồi trả lời luôn nè. Con tên gì mấy tuổi? Con 3 tuổi. Rồi, nhận quà cho hai đen nhận quà luôn nè. Rồi, tên gì mấy tuổi con? Dạ hơn 8 tuổi, nhận quà tươi lên nha con, buồn hiu vậy con. Rồi hai chị em nè, tự giới thiệu nè. Dạ con tên Ly, 11 tuổi. Dạ con tên là Hoàng Thanh, Ngọc Thanh, 1 tuổi. Trời ơi, rồi nhận quà cho em luôn nha con nha. Rồi, con tên chị mấy tuổi con? Con Thư 7 tuổi. Thư 7 tuổi, mẹ nhận quà luôn Thư ơi. Trời ơi, bé ba. Tên gì mấy tuổi nè? Bảo 10 tuổi nhận quà luôn giùm con nha. Trời ơi, đi chơi hiếu động thêm mồ hôi không vậy nè. Tên gì mấy tuổi? Anh 11 tuổi. Cậu này sao quen quá vậy? Giống cái đờn quá vậy? Nhìn cái mặt y hơn ống úng luôn. Trời ơi, tên gì đứng lên nghe nghe chơi đi. Tên gì mấy tuổi? Con anh mấy tuổi? 12 tuổi lần hả, có ông Giang không vậy? Mày 12 tuổi tặng mày cái bệnh mày lớn này về đi. Không, cái này để cho ba con còn con nè. Tiếp tiếp. Rồi con tên gì mấy tuổi? Con Hồng Lan 10 tuổi. Rồi, mẹ không có nhận quà nữa. Giỏi quá. Rồi, con tên gì mấy tuổi nè? 11 tuổi. Trời, nó không nhớ tuổi nữa luôn. Trời ơi. Rồi, tên gì mấy tuổi? Dạ, tên là Quýt. 9 tuổi. 9 tuổi, mẹ nhận quà cho con. Tên gì mấy tuổi? 17 tuổi, mẹ không nhận quà luôn. Rồi, tên gì mấy tuổi nè? Chi 7 tuổi, mẹ nhận quà con ơi, tên gì mấy tuổi nè? Con tên Ngọc Hoàng, 12 tuổi. 12 tuổi, nhận quà 12 tuổi, tên gì mấy tuổi? Bảo Trân, 11 tuổi. Bảo Trân, 11 tuổi nè. Anh là yếu cái chuyện đó, ừ để nó thử đi. Rồi, rồi các bé hôm nay có quà hết rồi nha. Rồi. Rồi, quý vị thân mến, bây giờ, bé đầu lần